Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin mới nhất cập nhật về giá ga hôm nay ngày 27 tháng 2 năm 2024. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Chúc các bạn buổi chiều vui vẻ. Trong bản tin hôm nay, như thường lệ, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất cập nhật về giá ga trên thị trường thế giới ngày 27 tháng 2. Tiếp theo là những thông tin cập nhật về giá CPLPG tháng 3 năm 2024 tính tới ngày 27 tháng 2. Và những thông tin về dự báo giá ga trong nước tháng 3 năm 2024. Cuối cùng là những thông tin về giá ga trong nước hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi. Thưa các bạn, giá ga hôm nay ngày 27 tháng 2, giá ga thế giới tiếp đà giảm. Theo cập nhật mới nhất của chúng tôi, lúc 14 giờ 20 phút chiều hôm nay ngày 27 tháng 2, giá ga tại thị trường thế giới giảm 0,97% xuống mức 1,74 USD trên 1 MMBTU đối với hợp đồng khí ga tự nhiên giao tháng 4. Vào trung tuần tháng 2, hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên giao tháng 3 ở NYMEX giao dịch ở mức là 1,603 USD trên 1 MMBTU, giảm 35% so với một năm trước. Hôm ngày 20 tháng 2, hợp đồng tương lai này đóng cửa ở mức 1,576 USD trên 1 MMBTU, thấp nhất mọi thời đại sau khi điều chỉnh theo lạm phát. Thị trường rõ ràng đang bị dư cung. Chúng tôi cho rằng nên hạn chế nguồn cung để phản ứng tốt hơn với nhu cầu. Nick Del Oso, CEO của công ty đá phiến Chesapeake Energy cho biết. Thưa các bạn, tuần trước, Chesapeake, một trong những nhà sản xuất khí đốt lớn nhất Mỹ thông báo, sẽ cắt giảm 20% chi tiêu trong năm 2024 so với kế hoạch trước đó, và giảm sản lượng khoảng 20% so với năm ngoái. Công ty có trụ sở ở thành phố Oklahoma cho biết, sẽ khoan thêm các giếng mới, nhưng không khai thác trong thời gian còn lại của năm, cho đến khi giá tăng. Các đối thủ Equity và Comstock Resources cũng công bố kế hoạch giảm sản lượng. Đây là cách các công ty ứng phó với giá khí đốt tự nhiên thấp trong lịch sử, Mark Viviano, đối tác quản lý tại công ty đầu tư năng lượng Kimmeridge bình luận. Các nhà phân tích kỳ vọng giá khí đốt ở Mỹ sẽ bắt đầu tăng vào cuối năm 2024 và đà tăng sẽ kéo dài sang năm 2025 khi một loạt các kho cảng mới bắt đầu xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng, LNG. Giá khí đốt kỳ hạn ở NYMEX tăng hơn 12% hôm ngày 21 tháng 2 khi thị trường phản ứng với thông tin Chesapeake cắt giảm sản lượng. Thưa quý vị và các bạn, về tình hình giá CPLPG tháng 3 năm 2024, ghi nhận trên thị trường, tính tới ngày 27 tháng 2 năm 2024, giá CPLPG tháng 3 năm 2024 hiện đang có mức giá là 623,2 USD trên tấn, thấp hơn giá CP chính thức tháng 2 là 11,8 USD trên tấn. Nếu giữ mức giá này, dự báo giá gas trong nước tháng 3 năm 2024 sẽ điều chỉnh giảm. Bình 12 kg giảm 3.471 đồng trên bình, bình 45 kg dự báo giảm 13.015 đồng trên bình, bình 50 kg giảm 14.460 đồng trên bình. Còn về tình hình giá gas trong nước hôm nay, tại thị trường trong nước, giá gas bán lẻ trong nước tăng kể từ ngày 1 tháng 2, theo đà tăng của giá gas thế giới, mỗi bình gas 12 kg tăng thêm khoảng 5.000 đồng trên bình 12 kg. Ghi nhận giá bán lẻ gas bình Petrolimex tại Hà Nội tháng 2 năm 2024 đã bao gồm thuế là 458.100 đồng trên bình dân dụng 12 kg, 1.832.200 đồng trên bình công nghiệp 48 kg, lần lượt tăng 5.340 đồng trên bình 12 kg và 21.160 đồng trên bình 48 kg đã bao gồm thuế so với giá gas tháng 1. Tại công ty cổ phần thương mại dầu khí Thái Bình Dương, Gas Pacific Petro, từ ngày 1 tháng 2, giá gas tại công ty này sẽ tăng thêm 417 đồng trên kg, đã bao gồm thuế VAT. Theo đó, bình 6 kg tăng thêm 2.500 đồng trên bình, bình 12 kg tăng thêm 5.000 đồng trên bình, bình 45 kg tăng thêm 19.000 đồng trên bình, bình 50 kg tăng thêm 21.000 đồng trên bình. Giá bình gas 6 kg đến tay người tiêu dùng không vượt quá 269.000 đồng trên bình, bình 12 kg là 479.000 đồng trên bình, bình 45 kg là 1.796.500 đồng trên bình. Tại hệ thống gas Ban Mai Xanh, từ ngày 1 tháng 2 giá gas được điều chỉnh tăng thêm 3.000 đồng trên bình 6 kg, 266.000 đồng trên bình, tăng 5.000 đồng trên bình 12 kg, 438.000 đồng trên bình, tăng 19.000 đồng trên bình 45 kg, 1.589.000 đồng. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật mới nhất về giá gas hôm nay. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.